Đây các bạn, đây là những mẫu điện thoại mà mình muốn review cho các bạn xem. Thì hiện tại thì ở ngoài thị trường mình đi đâu thì mình cũng thấy rất là nhiều cửa hàng tiệm đồ chơi nào buôn bán những cái mẫu mã này. Thì cái mẫu mã này thường về bên Việt, thường có mặt ở thị trường Việt Nam các bạn. Nhưng mẫu mã này thì nói chung là bán cũng rất là chạy. Các bạn xem những cái mẫu mã nào đẹp thì các bạn có thể cắt màn ảnh lại, chụp ảnh lại để gửi đến những cửa hàng đồ chơi lân cận mà chúng ta biết thì chúng ta cập nhật và chúng ta bán. Còn ba mẹ mà thấy những sản phẩm nào đẹp thì mình có thể mua những con em ta chơi. Những cái mẫu mã điện thoại này thì nó tóm lại thì nó có 4 mẫu các bạn. 4 mẫu. Đó là một là cái điện thoại con Pikachu nè. 2 là cái điện thoại con thỏ nha các bạn. 3 là cái điện thoại Helvet 3. Và 4 là cái điện thoại là con mèo Kitty. Mỗi một loại thì nó có nhiều màu khác nhau nha các bạn. Có thể là 3 màu hoặc có thể là 4 màu. Nhưng mà riêng con Pikachu này thì nó chỉ có một màu thôi, là một màu vàng. Một màu vàng đó nha các bạn. Còn những cái điện thoại này thì có nhiều màu, ví dụ như màu hồng nè, màu cam, rồi có thể là màu xanh lá cây vân vân. Thì nó có nhiều màu. Thì cái màu sắc thì khi các bạn muốn đặt hàng thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với shop rồi mình hỏi xem những cái màu sắc mà các bạn đang cần thì hiện tại bên cung cấp đồ chơi nó có còn đủ cái màu sắc cho các bạn hay không. Thường thì những cái màu này thì nó sẽ đi đôi chung nhau các bạn, nó đi chung nhau hết, nghĩa là nó solo nhau hết các bạn, nó solo lên nhau, solo nhau. Thì thường một thùng như thế này nó đóng gói là một thùng là nó 960 cái các bạn, một thùng là 690 con đó. Thì có những cái mẫu mã này thì nó cũng không có cái gì quan trọng, nó chỉ xài bằng pin con ó mình á, pin lớn này các bạn, pin lớn này. Thì cái sản phẩm này dùng 2 viên pin, các bạn chỉ bỏ pin vào ngoài sau thì bấm là nó reo thôi. Nhưng mình review đây thì mình có những cái lưu ý mà cần lưu ý gì cho các bạn. Thì những cái sản phẩm này nè, nó đều dùng 2 viên pin. Các bạn cái tháo cái nắp đít ra, nắp ngoài sau lưng ra, các bạn gắn 2 viên pin vào đó. Thì các bạn bấm thì nó sẽ reo thôi đó. Bấm một nút thì nó reo một cái nha các bạn. Bấm một cái là nó reo một cái, nút nào nó cũng reo hết. Nút nào cũng reo cả đó. Nút nào cũng reo hết. Nó tự động tắt nha các bạn, tự động nó tắt hết rồi sẽ được tự động nó tắt nó không có reo nữa đó. Lúc nào nó cũng reo cả. Nhưng cái thì những dòng sản phẩm này thì nó cũng chức năng như vậy thôi, nó cũng xài như vậy thôi đó. Nó cũng bấm là reo, bấm reo gì ở trên này thì nó có một cọng dây này các bạn. Đây cọng dây này, cọng dây này để anh chi các bạn và ba mẹ tháo ra, tháo cho nó dài ra nữa để anh chi để cho con em chúng ta chơi đeo lên cổ nè, hoặc là đeo lên cổ rồi mình đi không bị lạc, không bị gớt các bạn, không bị gớt. Đó, các bạn có thể đeo lên cổ mà để cho con em chúng ta chơi nó không bị gớt, thấy không các bạn? Nhưng mà cái điều lưu ý của mình, có cái điều lưu ý của mình ở đây là về cái sản phẩm này, pin các bạn, pin này là pin con ó. Thì thường là ngay cái mùa Noel này nè, với ngay cái mùa Tết thì các bạn buôn bán đồ chơi ở ngoài thị trường rất là nhiều. Nhưng mà không biết là các bạn có biết về cái chức năng pin này chưa thì mình không biết. Nhưng mà về những cái sản phẩm mà dùng pin như thế này nè, những sản phẩm mà dùng pin lớn như thế này thì những cái sản phẩm này thì cái pin nó dùng nó rất là nhẹ các bạn, nó nhẹ lắm, nó không có hao pin các bạn. Có thể cái viên pin, có thể viên pin của chúng ta viên pin mới chúng ta để vào những cái con đồ chơi dùng pin khác, ví dụ như những con heo hay là xe điện tử hay là những cái chiếc xe điều khiển này kia thì chúng ta xài thì nó sẽ mau hết pin lắm. Nhưng mà cái sản phẩm này không, sản phẩm này rất là nhẹ pin các bạn. Tại vì sao? Tại vì cái này nó chỉ bấm và nó reo không mà, bấm lên thì nó bấm nút reo, nó chỉ có chức năng như vậy thôi. Còn những sản phẩm khác thì mình để vô thì nó sẽ hoạt động bằng cái động cơ, ví dụ như motor rồi những cái chức năng khác nó kéo theo nữa thì cái năng lượng pin nó sẽ mau hết lắm. Thì cái tiết kiệm cái điều mình muốn nói ở đây là khi các bạn buôn bán gặp những cái mùa Noel hoặc mùa Trung thu nè, rồi mùa Tết nè đó, các bạn bán mà những sản phẩm dùng pin các bạn đang chạy thử pin ở ngoài thị trường phải không, chạy cái sản phẩm cho nó chạy. Thì khi cái sản phẩm của pin nó hết pin đó các bạn, nó hết pin mà nó không, sản phẩm nó không kéo được nữa, nghĩa là cái sản phẩm pin của mình nó không chạy được nữa, thì các bạn tháo những cái pin đó ra, các bạn để riêng một bên rồi sao, rồi các bạn để
Rồi các bạn sẽ lấy những cái viên pin đó, các bạn lấy những viên pin đó các bạn lắp lắp vào những cái điện thoại như thế này nè, thì mình dùng rất được các bạn. Nhiều khi các bạn không biết á, khi những cái sản phẩm dùng pin kia hoặc là ba mẹ mua gì cho con em chúng ta chơi á, những đồ chơi xe điều khiển nè, hoặc là những cái sản phẩm mà dùng pin á, rồi cái ba mẹ mua ở ngoài thị trường bán cặp pin này đâu rẻ đâu. Cặp pin này có thể pin đỏ có thể là một cặp 5.000 đó, một cặp 5.000 mà hả, về kéo về chơi cái chiếc xe điều khiển hay là chơi những cái con heo chạy pin hoặc là những cái con khủng long pin này kia, một xíu là nó hết pin à, nó hết pin rồi ba mẹ không biết, có ba mẹ cứ giục bỏ hai viên pin đó, giục bỏ nó rất là lãng phí. Nhưng mà ba mẹ cứ để đó, nếu như mà ba mẹ đã có những cái sản phẩm này rồi hoặc là các bạn đã có những sản phẩm này rồi thì các bạn lấy những cái viên pin đó lắp vào đây thì cho con em chúng ta chơi nó vẫn bình thường, có thể là chơi được khoảng từ 3 đến 4 ngày nữa đó, tại vì cái sản phẩm này rất là nhẹ pin đó, các bạn cứ áp dụng thử xem coi thử nó có được không đó. Như những viên pin này nè, những cái viên pin này là nó cũng đã qua thời gian này các bạn đó, mình để vô đây mình lắp vào đây thì nó vẫn còn xài bình thường, vẫn theo bình thường các bạn. Tại vì những cái dòng điện thoại này nó rất là nhẹ pin và nó áp dụng cả những cái điện thoại nằm trong vỉ luôn nha các bạn đó, các bạn cứ thử đi, những cái điện thoại những cục pin nào viên pin nào các bạn xài hết rồi đó. Nhưng mà những viên pin này các bạn xài hết rồi đó, thì những cái điện thoại mà trong vỉ á, các bạn bỏ vô đây thì nó vẫn bấm reo bình thường đó các bạn. Khi đi chạy chợ này kia thì các bạn sẽ thử lấy những pin này lắp vào những cái con chạy pin đó, chúng ta sẽ thử một thời gian thì một lúc á thì những cái con dùng pin nó sẽ hết pin thì các bạn cứ tháo những cái con pin nó ra, tháo chạy hết những cái pin ra, các bạn bỏ đại vô đây đi, thì các bạn cứ phân biệt rằng là những cái viên pin này xé ra rồi là những cái viên pin mình đã thử rồi, còn những viên pin trong cái này thì các bạn đừng nên xé, thì các bạn sẽ phân biệt được mà cái loại nào nó mới, cái loại nào mình dùng rồi. Thì những cái viên pin nào mình dùng rồi thì mình khi mình qua quận rồi thì mình về mình sạc lại, mình bỏ vô một cái bọc riêng, rồi khi mình mua được cái sản phẩm này về hoặc là những cái điện thoại mà dùng pin á bằng vỉ á, thì các bạn lắp vào đây thì cái sản phẩm này nó sẽ reo, thì nó sẽ tiết kiệm được chi phí tiền pin cho chúng ta, tại vì cái sản phẩm nó rất là nhẹ pin, chứ không phải là mục đích mình nói là mình lấy cái pin cũ mà lắp vô sản phẩm này nha các bạn, hoặc là ba mẹ đừng có nên suy nghĩ đó nha. Tại vì cái năng lượng pin nó còn thì mình phải dùng sao cho nó hết cái năng lượng pin nó luôn, để chi, để tiết kiệm được cái chi phí cho chúng ta và tiết kiệm chi phí với gia đình. Thì để vô đây là những pin cũ để vô đây là thì nó sẽ reo ha. Thì các bạn lưu ý những viên pin nào mình lắp vào đây rồi á thì nó reo thì tất nhiên là năng lượng nó còn pin, còn những viên pin nào các bạn lắp vào điện thoại như thế này mà nó không reo lên nữa thì chắc chắn rằng là cái viên pin nó đã hết pin, cạn năng lượng rồi, thì các bạn hãy nên bỏ viên pin nó đi nha. Thì mình tiết kiệm được cái nào thì mình tiết kiệm, nhiều khi cái năng lượng pin nó còn mà mình chụp bỏ nó lãng phí lắm, nó rất là lãng phí. Rồi thì cái video hôm nay thì mình chỉ lưu ý về vấn đề đó thôi, chứ ngoài ra thì cái sản phẩm này nó không có gì để cần lưu ý nữa đó các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha.